Em Vũ xin chào bà con cô bác trên màn ảnh nhỏ. Hôm nay bán mấy cái bình xăng con Game 125 nè, với mấy bộ ốc giá rẻ cho bà con. Đang test một bình trên xe chạy tốt bình thường đây, ok đây. Bình xăng con Game 125 đang trên xe tốt tới test tốt bình thường nha. Thì ba bình này đã test rồi. Rồi chút xíu cho quay bán cho bà con. Hôm nay chủ yếu là bình xăng này nè. Tắt đây rồi, chút qua mình đợi lên mình tính luôn. À, bình xăng chạy tốt bình thường, ga chín đàng hoàng không. Rồi còn một số đồ hổng chạy nó cả xe thì còn sót lại đây. Lấy sổ đi bán bà con luôn. Cái bô 110 hôm qua bán chưa được nè, có người ta trả giá nhưng mà không còn thua, không còn thua. Ghi trước từ từ cho nó chóng nè. Trời ơi, cái cần số 110 theo xe chạy quá trời quá đắt luôn nè, đâu mà chạy dữ trời. Ba cái sắt này làm sao mà chạy dữ thằng người ta ơi. Sắt thép này mà cái gì đâu mà bá nổi trời. Không nổi, không còn cái gì non nước nào cỡ gai nú đồ đẹp trơn luôn. Cần số 110-99 nè. Ghe to nè, rồi cần số này em bán 150-150 ngàn nha. Mất tiêu con ốc rồi. Cần số theo xe là gai to vậy nè. Nè, nó có mòn hơi phần gai này nha. Nhưng mà này mòn ít luôn mà. Một cái mặt tiền này không biết làm cái gì mà chấn động nổi cái vụ này, không hiểu nổi. Từ thì lấy búa mà đập đó, nó mới chạy nổi vậy thôi. Nó cứng thứ nào chịu nổi đó. Rồi, hàng Gin tháo xe có chữ V. Rồi, cho xuống đây cái này nhiêu? 150. Ghi đó, ghi cây cần số số 1 rồi lấy cây cần số số 2 lấy bút lông kìa. Cái bát bẩn lòng 110 đời 2000 còn vàng. Còn vàng còn đẹp lắm. Vàng nước gam Gin. Gam Gin lâu phai lắm nè. Hôm qua có khách hỏi thì em cũng chưa có rửa nữa, hôm nay rửa biết làm biết được đâu mà điện lại người ta. Bát gam Gin còn xanh dần luôn nè. Rồi ghi cái bát ra bẩn lòng này bút lông à. Nè bà con cho kỹ nha, coi kỹ nè, nó cái gam nước gam nó còn gam Gin nè, còn ánh bảy màu gam Gin của nó thì nó lâu phai dữ lắm. Rồi cái này bán 200 ngàn, bách bưng lòng 110 đại 2000 nha. 99 có râu, 2000 không có râu. À, chụp dây điện đèn pha của 110 đại 2000. Đó, hai bóng nhan còn xài được bình thường. Bóng nhan này bóng bự ha. Không lẽ bóng lô. Cái bóng không quan trọng, chứ bán chụp dây điện đèn pha nè. Chụp dây điện đèn pha còn nguyên Gin. Đó, chụp dây điện đèn pha này bán 150. Rồi. Đưa cái cần số hồi nãy lấy cần số cái số 2 này. Cần số nãy đánh dấu là cần số số 1 nè, nãy bị chạy cắn nãy dữ lắm nè, bán 150 nè. Đó, số Gin theo xe đẹp ha. Rồi đây cây cần số Gin theo xe đẹp nữa, nhưng mà nó ít chạy hơn, cây này cây số 2. Nú nó cũng đẹp giống vậy nè. Số 2 cũng có chạy đây nè ha, chạy đây 2-3 lỗ. Hàng Gin theo xe có chữ V. Trời ơi chạy nè. Thứ nào mà làm nổi chạy thứ này ta. Cây này đẹp hơn cây kia 200 ngàn. Rồi giá mấy cần số này quá rẻ nha, cây số 2 nha, 200 ngàn. Đó, nước xi cũng còn sáng đây. Số Gin theo xe thì nó vậy hoài, nó hai mấy năm vậy hoài luôn. Đây còn cái bản số này, bán cái xe banh chành chứ còn cái bản số nè. Bản số 7646. Đó, 13 điểm, 29 N1, ai mua bản số này bán 50 ngàn nè.
chơi luôn, kiếm tiền mua gạo luôn, con số 50 ngàn, 29N1 7646, xem hợp lại đàng hoàng, bán cái máy để cho người ta, bán sườn cho người ta, giờ còn bán số thì bán vô tư bình thường thôi, mình xe mình giấy tờ đàng hoàng, không có sợ, không phải là xe trộm cắp gì đâu, bán vô tư. Anh em có cái xe nào mắc cái gãy bản số mua gắn lên chạy đã, xe đồng đưa bái gì đó, bán bản số 50 ngàn, mua tư bán đồ hợp lại mà. Rồi cái bô này, bô 1985, bô 2000, bô nó hay tiêu dài đó, nhưng mà bị mớp. Nước xi thì sáng cực kỳ nha, nè nước xi nè bà con, giờ nước xi sáng cực kỳ. Cái mặt trái này chày cũng ít hơn những cái cây bô khác luôn, chày mặt trái này ít hơn bô khác luôn. Mình có mớp, mớp thì mình bán mớp, ai dưới mua không dưới thôi. Đây có những người ta bình luận tác động xấu thì kệ người ta, mớp đó, dự ý thì mình mua, không dự ý thì mình xem giải trí chơi vui vẻ không quạo thôi. Mớp đây, một mớp, hai mớp, ba mớp nè, đồ cũ theo thời gian, mớp là chuyện bình thường, quan trọng cái độ chắc của nó thôi. Rồi, rồi mặt trái nè, nó nước xi sáng gì luôn nè, mặt trái nè, thấy không, chạy chỗ ít luôn, mà phía bên dưới không có bị cứ kêu bằng gì ta, bị mè, không có bị mè luôn, còn sáng đẹp vậy luôn nha, đó ok luôn. 110 là 2000, không bán được thì bán, không được mình đỡ lên xe mình chạy luôn đó, ai mà mua cây trên xe thì gỡ bán được cây khác vô xe mình luôn, vậy thôi. Này đời 2000 đây nè, số 0 có chữ F đây nè, đó, hàng gất xe này cho bà con coi mặt trái nè, thấy không, thường thường những cái mặt phải thì nó đẹp luôn, tới chừng mặt trái nó hư hết trơn, còn cây này đặc biệt là mặt trái rất đẹp đó, mặt phải xi sáng luôn mà chỉ mớp. Rồi cổ có thai nha bà con ha, cổ thai ngay đó đó, rồi cái mặt tiền cổ ở trên là người ta có hàng luôn rồi đó đó đó, có hàng luôn rồi, ở dưới này còn có ốc nè. Rồi đem xuống đây, cái bô này bán 3 triệu, rồi đây là cái bánh xe trước của thằng 110, bánh trước của 110 đời 2000, má đùm, bao gồm má đùm kẹp, rồi nguyên cái đùm riêng thì đùm 4 lỗ nha, nó nước sơn đùm còn đẹp, nước sơn rin nha, đùm 3 khía rin nha, 4 lỗ tức là nó sẽ có cái lỗ nhỏ ở đây, 1 lỗ, 2 lỗ nè, 3 lỗ nè, 4 lỗ, đùm rin theo xe nó sẽ có lỗ như thế đấy. Rồi đùm với má đùm còn căm với dành này là người ta đã thay căm mới và dành mới, bán 800 nghe bà con ha, giờ là chúng ta đưa lên xài luôn, căm nó đã xuống đều, dành nè, bước vô dành nè. Rồi bắt đầu chuyên kết mã bình xăng, nãy giờ lâu quá không quay bình xăng trước. Đó, lòng tambo bên trong đẹp, lòng tambo đẹp, không có bị sọc nè, không có lỏng lưng bật đạn luôn, đây có bố có nhông luôn, giờ là xài luôn, đưa vỏ vô là xài đó. Bánh ghim theo xe, bánh sơn ghim đẹp, bán 800. Rồi chuyền mấy bình xăng lên đây, để cái clip này nó dài lắm. Mâm này hơi không thái, mâm này đó nha, quay cùng cùng hoài. Có một bình trên kia. Để gần thì không thấy, mà để xa thì cái mâm nó quay. Rồi có 4 bình xăng nãy giờ theo đây, mà nãy giờ chưa lên 4 bình xăng con ghim 125 gã xe. Rồi cái bình này trái ga nguyên gin, kim đốc gin. Bình này đã xúc rửa canh chỉnh lên xe rồi đó, lên đây gan cái máy này vậy đó, chạy thử ok nó mà qua anh trơn rồi mới tháo ra bán nè. Rồi le gió đẹp, nước nhôm bình còn đẹp, bình này đời thấp, trái ga đời thấp là trái ga nó là sơn đen bóng, còn đời cao là đen nhám,
đang nhám nó sẽ bị sọc chứ nè, đang bóng không sọc nè. Rồi bình này số 1 thử test đâu đó đàng hoàng trơn, rồi bình này bán 700 ngàn. Số 1 700 thì 125 chúng ta có thể lên quay 110 và quay A 110. Rồi quay alpha 110 gửi đít blast rồi chạy rất là bốc. Rồi lên là full 2, full neo, full x rồi. Hai đứa bay. Êm con. Rồi bình nó 700 ngàn số 1 cho qua trái gà không liếm nha. Rồi bình số 2 nước nhôm đẹp. Con chó ở đâu á? Lê gió đẹp, nước nhôm đẹp. Số 2 trái gà không liếm luôn. Đời thấp, trái gà bóng. Trái gà green, đang bóng không có bị sập. Bữa hổm mình bán ở đời cao á, đời 19, 20, 21, 22 á, trái gà nó bị sập á. Mà quán xài bình thường, đời thấp thì trái gà không sập bình thường. Bình thường đừng có liếm thôi à. Rồi ok nè, cái bình đời thấp nè, nó trái gà không liếm đây. À, số 2 bán 700 ngàn, bình nước nhôm đẹp quá trời luôn. Test rồi nè, đã xúc rửa cạnh tranh lên xe ok đợi cho nghe. Số 2 700 game 125 rồi đóng. Số 3 số 3 trái gà gin kim đốc gin. Chỗ này có liếm gót xíu. Liếm gót xíu nè, gắn lên xe chạy im rồi đó. Đây ở đây có máy thử có thợ ta test ta làm luôn. Rồi leo đẹp, nước nhôm bình còn khá đẹp. Đó, từ bách le này kia nó đẹp hết. Phục sao hết trơn rồi. Còn cặp, ở chợ còn cặp chiều qua kìa, xấu. Cặp đó chờ, hơi xấu rồi, con chịu ba rồi chú. Rồi cái bình xăng số 3 700 ngàn bà con ha. Đã lên xe rồi dẫn nút ra đi. Tiếp theo là bình số 4. Bình số 4 là bình trên xe nãy giờ nè. Thì ở đây đã xúc rửa trên chỉnh cho ngày này đời cao, đời cao. Nó đời cao chế ra là nó sơn nhám vậy nè. Thấy không? Rồi đời cao sơn nhám vậy đó. Bên ngoài là một nước lớp sơn màu đen, bên trong là lớp sơn màu vàng vậy đó. Rồi à, cái bình này cũng 700 ngàn nha. Nó bình đời cao đời số 12 đời 2021 nè. Bình số 4. Đây rồi chưa. Rồi à, 700 ngàn đời 2021 đời cao. Đời cao nó là trái ga nó vậy đó. Nãy giờ mình nói rồi, lên máy thử tốt đàng hoàng cái bình, cái xe này xe gớt luôn nè, cũng máy gớt rồi. Rồi gam tê nhẫn nhờ luôn, nãy giờ chạy đó. Rồi bình số 4 nó 700. Kèn ghim 125 nè, cái bình ắc quy thôi. Kèn ghim 125 đây, còn một cây kèn mà nó mặt tiền nó xấu nè.
mà cho bà con nghe công lực của nó kêu thứ nào chịu nổi nè. Tiết lỗ tai đó. Đó, công lực nó gì đó, mặt tiền 6 nha. Đó, ta gắn vô cái xe gì. Rồi cái càng này 300 ngàn nghe, kêu thứ nào chịu nổi nghe. Càng có càng cua chờ gì? Cua chờ gì? Cua chờ 2 hay cua chờ neo? Cua chờ 2. Vừa 450 ngàn. Rồi ở đây còn một cặp cùm của anh Pha, xài tốt bình thường, trái phải xài tốt bình thường nha. Nè gạt qua, trở lại. Lật qua trở lại, cửa còn nè. Anh đây gãy cửa rồi, dặn con ốc vô đây rồi. Đó, còn xài tốt bình thường. Cặp cùm của anh Pha này bán 300. Rồi lấy bút lông đi, cặp cùm anh Pha này 300 luôn. Rồi đây là cần thắng của 110 theo xe. Thắng 110 theo xe nè, anh em mà mua dọn lên xe, mấy xe bán, xe mọc gì đó, xe xài đó, ở dưới nè, nó bị chày nè. Rồi thằng thắng theo xe chọt nhỏ nè, thấy không? Chọt bằng ngón út nè. Thắng mới thì chọt ngón trỏ nè, chọt ngón út nè. Cần thắng này bán 150 luôn. Thắng theo xe nè. Chày quá. Chăm gỡ đi vô cần thắng, chăm gỡ cái đầu đèn pha của anh Pha, cái đầu đèn anh Pha lát ở đây miếng rồi, đầu đèn pha của anh Pha bán 100 ngàn luôn, đầu ghim theo xe nha, nó tân lây ghim theo xe lát đây nè. Đó. Rồi 100 ngàn cái bô anh Pha theo xe, cái bô anh Pha theo xe đây có mớp miếng nè. Đây có mớp đây miếng đây. Đó, tiếng nổ ghim. Ở đây có xì lỗ mọt miếng đây nữa nè. Có mớp và xì lỗ mọt đây nè. Ở dưới đây nó có bị mè nữa nghe, cái bô này bán bô này cổ ghim thôi. Cổ ghim luôn, cổ ghim mà không có một cổ hay gì. Cổ ghim, cổ ghim mà xì cổ nè, nó xì lỗ mọt nè. Rồi anh Pha này không gắn lên 110 đúng rồi, anh Pha gắn lên 110 người ta đã phát lỗ rồi. Bán cái bô này 300 ngàn luôn ơi, 300 ngàn. Cái bà, anh Pha 2003 theo xe, nhưng mà không người ta gắn lên 110 người ta phát lỗ nó rộng lên. Đó, vẫn còn tiếng ghim bình thường. Này nó hơi ố ố đây, mặt tiền nó hơi ố ố đây nè. 300 ngàn. Và bô Gucci theo xe là 2003. Đó, NF100 Gucci. 300 ngàn, rồi cho qua cái bô này luôn. Rồi clip này hết đi, quá lâu rồi, tới lúc sau đi. Rồi xin chào bà con.